thú vị cái chỗ là mình sẽ gặp được những cây lan trong tự nhiên mà mình thích này, trong môi trường tự nhiên của những cây lan thích sống là như thế này đây, gặp theo mé thác mé suối, độ ẩm cao mình sẽ có lan. Dũng ơi chỉ anh đi nha. Nó anh đừng có sợ, mạnh dạn đứng thẳng người lên, ảnh nó không khom là dễ té lắm. Đẹp quá, có một cái video này tuyệt vời luôn ấy. Cái video hành trình vượt thác này là dữ dằn luôn á. Wow. Ôi, chúc mừng, chúc mừng, chúc mừng. Chúc mừng, chúc mừng, chúc mừng, chúc mừng, vỗ tay, hay quá. Rồi, ướt hết rồi.